Tên là Thu. Thôn nào nhỉ? Thôn Liêu Thượng. Ờ. Cái chỉ hôm nay là ngày mùng 6 tháng 11 nhá. Cái chỉ lần đầu nhá. Thoát vui vui khớp thoái hoa khớp cổ sinh tia tay. Tê tay do thoái hóa được cổ. Mình chưa thoái hóa được cổ rồi nên không tê tay nữa. Thì nó phải bố nó này đi để chở đi gì.